Chơi đen trường đội nắng chơi gồn ở khu biệt thự sang trọng đã giáng danh nhân thành đạt số mới 7 tuổi. Mặc dù trời nắng nóng, con trai đàn trường vẫn ra sân chơi gồn. Ngoài hình trứng trạc đến trai của bé Thiên Từ được nhận xét như doanh nhân thành đạt. Mới đây, doanh nhân Thủy Tiên đã chia sẻ hình ảnh cùng con đi chơi gồn. Vợ cũ đang trường chưa biết dù trời nắng nóng nhưng bé thiên tử vẫn không muốn về, xiên năng ra sân. Cô cũng phải chiều lòng con trai. Vào nhà hàng tranh nắng để đợi bé chơi xong, ngoài ra Thủy Tiên còn khiến nhiều hắn giả trầm trồ. Khi đưa quý tử chơi gôn, tay nơi sang chồng nằm trong biệt thự đất đỏ. Nữ dân nhân chia sẻ, thiên tử đã ra sân gôn, rồi bà sẽ không muốn về đâu trời thì nắng, mê tin vào nhà hàng trốn nắng thôi. Bên dưới bài đăng nhiều khán giả để lại lời khen dành cho con trai đan trường, đặc biệt về phong thái chững chạc, điềm đàm như doanh nhân thành đạt của bé. Các bình luận nổi bật như thiên từ đẹp trai trưởng thành quá, nhìn thiên từ như doanh nhân thành đạt vậy. Thiên từ đúng chuẩn câu kẻ, Trên mạng xã hội, doanh nhân thí tin cũng không ít lần dùng những từ ngữ như chủ tịch KCO nhí. Để gọi quý tử của mình, nhiều khán giả cũng đồng tình với cách gọi này của vợ cũ lên trường thực tế. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Thiên Tử đã có sự nghiệp riêng. Thiên Từ hiện đang sở hữu chuỗi cửa hàng bánh ngọt và thương hiệu kinh doanh về thời trang, giày dép và nước hoa. Con trai đan trường còn có kênh YouTube với hơn 118.000 người đăng ký gần đây. Thiên Từ được ba mẹ tặng cho một cửa hàng cà phê tại Mỹ, được đài truyền hình lớn ở xứ cờ hoa phỏng vấn. Bé Thiên Từ sinh năm 2017, hiện đang sống tại Mỹ với mẹ ruột. Từ khi sinh ra, con trai đang trường đã dành đồ hiệu hấp người, di chuyển bằng siêu xe và tận hưởng những dịch vụ đắt tiền nhất, du lịch nhiều nơi trên thế giới mặc dù hiện tại. Thủy Tiên và Đăng Trường đã ly hôn xong thiên tử, vẫn được sự chăm sóc chu đáo đầy đủ tình thương từ ba và mẹ. Thúy Tiên cũng từng gây chú ý khi tuyển bảo mẫu cho con với mức lương gần 2 tỷ đồng một năm. Cô đặt ra yêu cầu bảo mẫu phải đáp ứng những tiêu chí như thông thạo ba thư tiếng, Yêu chị em sạch sẽ và trung thực Trước đây Thủy Tiên không bất lần bị hắn giả góp ý về truyền cho bé thiên tử hưởng thụ Vật chất quá sớm Khi ấy và cũ đang trường thẳng thắng cho biết Tôi không đồng tình với quan điểm này làm ba mẹ Ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái trong khả năng của mình Một đứa trẻ đều được ba mẹ yêu thương theo mỗi cách khác nhau Nên dùng từ hưởng thụ với một đứa bé tôi nghĩ là không đúng Doanh nhân Thủy Tiên cũng chi mạnh tay cho con chơi Gôn mỗi năm cô bỏ ra 540 triệu đồng chi phí hội viên tại một câu đặc bộ gôn ở bang Arizona, Mỹ. Ngoài ra, nữ đại gia còn tốn thêm khoảng 40 triệu để con trai học chơi gôn cùng số tiền không nhỏ để phục vụ sở thích mặc đồ thể thao của quý tử. Vợ cũ đang trường bày tỏ bé thiên tử rất mê đồ thể thao nên tôi cũng đổi phong cách ăn mặc cho con luôn bây giờ. Túi đồ của con toàn trang phục chơi gôn. bé mà hàng ngày thay vì dress stylist. Ngoài ra thiên từ còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ ba cậu bé còn thể hiện. Cậu bé có thể hát, nhảy múa, đánh đàn mặc dù đàn trường từng cho biết anh không muốn con nối nghiệp mình. Nam ca sĩ bộc bạch, con trai tôi nếu có năng khiếu hát và nối nghiệp, nhưng tôi muốn con trai trở thành doanh nhân hơn. Trải qua 25 năm ca hát và tôi nhận ra, làm doanh nhân vẫn tốt hơn. Không có này đầy mày đó như tôi và có tương lai hơn.